Xin chào tất cả mọi người. Các bạn đã có chỗ ngồi cả chưa? Chắc chắn rồi, chúng ta đã phải chờ đợi trận đấu này từ rất lâu rồi mà. Ồ, rất kỹ thuật, một cú tân bóng đúng thời điểm. Marcos Llorente Moreno. Joshua Kimmich. Các bóng vào đi. Và anh ấy đã lấy bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. Joshua Kimmich. Đột phá hay mở bên đây. Marcos Llorente Moreno. Hugh Minson. Philip Lam. Marcos Llorente Moreno. Chào bụng cùng. Tuyệt vời. Một cú sút, một bàn thắng. Khán giả đang bùng cháy. Một khởi đầu rất tốt. Tỷ số đang là 1-0. Goretzka. Daniel James. Theo Hernandez. Hugh Minson. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Có cơ hội. Nguy hiểm. Thế đã để mất bóng. Tăng tốc. Và thủ môn đã theo sát quả bóng. Bắt bóng rất tốt. Phạt góc cho Real. Kim Min-jae đã giành quyền kiểm soát bóng rất tốt. Đúng thời điểm. Goretzka. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Cơ hội từ đường chuyền. Phán đoán chính xác. Courtois đã ôm gọn bóng trong tay. Daniel James. Không được. Marcos Llorente Moreno. Philip Lam. Họ đã chơi tuyệt vời. Đường chuyền rất tốt để vượt qua. Có cơ hội ngay bây giờ. Bóng đã lướt qua sang ngang. Theo Hernandez. Daniel James. Anh ấy chơi rất tốt. Tiến lên đi. Và đây là cú sút. Wow. Bàn thắng tuyệt đẹp của Gareth Bale. Đó là pha cứa lòng tuyệt vời. Vâng, đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa không thành. Tỷ số bây giờ đang là 1-1 cho cả hai đội. Philip Lam. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Marcos Llorente Moreno. Sút. Thủ môn đã bắt được bóng. Đây là khoảnh khắc có thể thay đổi trận đấu. Sút. Lại chạm sang ngang.
Ronaldo. Hiệp 1 của trận này đã kết thúc với tỷ số 1 đều. Quả là một sự thay đổi người thú vị. Có thể đội tuyển sẽ mắc sai lầm với quyết định này. Anh ta muốn cầu thủ của mình tấn công nhiều hơn. Benzema. Daniel James. Rất nhanh. Và đây là cú sút. Như vậy là họ đã vươn lên dẫn trước. Vâng, rất độc đáo và dứt điểm rất đẹp. Yeah, người đã ghi bàn của môn đã bất lực với quỹ đạo bay của trái bóng. Về phần xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Chuyền bóng lại thành công. Daniel James. Họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Cần phải tạt ngay. Một pha đập bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Họ không thể xuất thấp được sau. Ronaldo. Philip Lam. Đó nên là một cơ hội. Và ngăn chặn tuyệt vời. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Hugh Minson. Marcos Llorente Moreno. Jordi Alba. Daniel James. Rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Chabukung. Hugh Minson. Joshua Kimmich. Son Heung-min. Thủ môn đã dướn người hết sức và đã cản được. Họ có thể gỡ hòa từ pha phạt góc này. Lorenzo Moreno. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Thủ môn đã bắt rất tốt. Phòng ngự chuẩn xác ngăn cản được tấn công. Chabukung. Sút. Đó là pha cản bóng thân sâu. Theo Hernandez. Benzema. Jordi Alba. Khi xem bóng đá, tôi rất thích chứng kiến một bên đang nắm quyền kiểm soát và có được những đường truyền rất tốt. Tôi cảm thấy họ có một sự tự tin rất vững vàng đấy. Quá sớm để di chuyển ra phía sau, viết vị. Calat. Bây giờ trận đấu còn lại 4 phút thi đấu. Goretzka. Theo Hernandez. Thomas Meunier. Trận đấu chỉ còn 2 phút giờ. Goretzka. Daniel James. Tăng tốc. Sút đi. Không cần phải vội vàng trong tình huống này.
Messi.